Vì tiền, các đối tượng lừa đảo luôn nghĩ ra những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây xuất hiện một chiêu trò mới với mục tiêu chấm đến là những quán ăn và hàng. Kẻ gian gọi điện đặt bàn tiệc với đầy đủ sớ cao hải vị, kèm theo yêu cầu chuẩn bị một loại rượu quý để phục vụ khách VIP, nhưng phía sau đó là màn kịch cho cú lừa trăm triệu. Anh Nguyễn Đình Quốc Quy, chủ nhà hàng Vườn ơi ở phường 7, thành phố Đà Lạt cho biết, ngày 1 tháng 5 vừa qua, có nhận được điện thoại của một người đàn ông giới thiệu tên Diệt Thanh. Vị khách tự xưng là cán bộ một cơ quan trên địa bàn muốn đặt bàn tiệc cho 20 người với mức 350.000 đồng một suất. Người này yêu cầu chuẩn bị loại rượu giang để dùng trong bữa cơm. Nhà hàng không có loại rượu này, liên hệ khắp nơi không có nên mới báo lại. Lúc này, vị khách nói là có fan đơn vị cung cấp loại rượu quý nên gửi thông tin liên hệ nhờ nhà hàng đặt mua giúp. Khách còn nhờ mua sâm để tặng cho cấp trên và xin số tài khoản nhà hàng, sau đó gửi hình sao chụp giao dịch chuyển khoản. Vì dịp lễ, công việc nhiều và suy nghĩ mạng bị nghẽn nên chưa có tin nhắn báo chuyển tiền. Cổ chủ đặt mua 20 chai rượu, 40 hộp sâm thường, 10 hộp sâm VIP trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền thành công cho đơn vị cung cấp rượu, người bán không giao hàng mà khách đặt phòng cũng không tới. Anh Quy nghi bị lừa nên trình báo công an. Trước đó, nhà hàng An Mộc ở phường 4, thành phố Đà Lạt cũng trình báo về việc mình bị lừa gần 250 triệu đồng với chiêu thức tương tự. Mấu chốt trong chiêu trò này là mối quan hệ giữa người đặt tiệc và nơi cung cấp rượu. Nếu tỉnh táo, nạn nhân có thể nhận ra kẽ hở. Bởi thông thường, nếu có nhu cầu cần mua rượu thật sự, khách cứ mua trực tiếp rồi giao đến nhà hàng để chuẩn bị là xong. Vậy nên các đối tượng mới dùng đến hóa đơn giả chuyển khoản và thường lợi dụng dịp lễ cuối tuần, khách đông, chủ quán lơ là để ra tay. Những đàn chân khi khai báo thì đều cho rằng thủ đoạn của kẻ lừa đảo rất tinh vi, tự xưng là cửa của cơ quan nhà nước để tạo niềm tin. Sau đó là những cuộc điện thoại liên hệ trao đổi trực tiếp, nên các chủ nhà hàng dù trải qua rất nhiều kinh nghiệm nhưng cuối cùng vẫn bị lừa. Ông Nguyễn Ngọc Luận, chuyên gia tư vấn kinh doanh phân tích, tâm lý của những người kinh doanh thường cố gắng phục vụ khách hàng trong những ngày lễ. Có được lượng khách đặt tiệc lớn không phải dễ, nên hầu hết các chủ quán đều cố gắng chăm sóc tốt nhất. Vì vậy, kẻ lừa đảo thường lợi dụng. Trước đây, thủ đoạn đặt bàn xong rồi biến mất thường được các đối thủ cạnh tranh áp dụng để phá hoại hoạt động kinh doanh của nhau. Tuy nhiên, từ hình thức này, những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp biến tấu thêm một tầng dẫn dụ mới. Thủ đoạn ma mảnh trong chiêu thức lừa đảo này là làm giả biên nhận chuyển tiền để lừa gạt chủ cửa hàng. Thực tế hiện nay có rất nhiều ứng dụng có thể làm giả biên nhận trong giấy mắc và có thể làm giả của bất cứ ngân hàng nào. Ở góc độ chuyên môn kỹ thuật, ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc trung tâm an ninh mạng Athena cảnh báo, thủ thuật làm giả bill hay còn gọi là hóa đơn chuyển khoản ngân hàng hiện nay rất đơn giản. Mục đích ban đầu của các ứng dụng này là tạo ra các trò trọt ghẹo lẫn nhau mang tính cá nhân, nhưng những kẻ gian thì lợi dụng để lừa đảo. Hiện nay việc chuyển tiền thanh toán trở thành thói quen của nhiều người và cũng là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng. Trong chuỗi chiêu trò lừa gạt các nhà hàng thì lỗi một phần ở khâu quản trị kế toán. Khi chưa có thông báo tiền vào tài khoản mà vội ứng trước tiền của mình nên mới sập bẫy. Vì vậy, khi nhận hóa đơn, mọi người cần kiểm tra thông tin kỹ càng. Và khi tiền được chuyển vào tài khoản thì quá trình thanh toán mới được hoàn tất để tránh bị lừa đảo.